Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3071 Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt của hứa vô sơn cũng đang có chút sợ hãi. Hứa vô sơn nhìn về phía Đường Tuấn nói, cậu Đường, cậu có thể nhìn ra chút đầu mối nào không? Tinh thần lực và sức quan sát mạnh mẽ của Đường Tuấn đã chinh phục đám người này trong lúc chiến đấu với U Minh Ma Sư trước kia rồi. Đương nhiên rồi, ở phương diện thực lực chân chính thì mọi người đều nhận thức được thực lực của bản thân mạnh hơn Đường Tuấn một chút. Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào hồ nước thật lâu, cuối cùng lắc đầu nói, ngoại trừ sức sống mãnh liệt nồng nặc ra thì tôi không cảm giác được gì khác cả, trong giữa hồ xuất hiện một vòng xoáy có phạm vi trăm mét, trong trung tâm vòng xoáy xuất hiện một thạch trụ, lấy thạch trụ làm trung tâm, hồ nước giạt ra hai bên, đáy hồ dần dần hiện ra rõ ràng. Cơ thể của đám người đường Tuấn run mạnh một cái, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ thạch trụ đang ở dưới hồ, trong phạm vi mấy chục mét đã không còn nước, nhưng lại bày ra từng bộ xương khô. Đờ những bộ xương khô này được bày ra vừa hoàn chỉnh cũng vừa khiếm khuyết, trên xương cốt phát ra ánh sáng bóng loáng, sáng tỏ là chủ nhân lúc còn sống không tầm thường. Hứa Vô Sơn thất thanh nói, hai cốt của thần quân, tại web tamlins247.vn. Trên những bộ hài cốt này phát ra một khí thức thần thánh nhàn nhạt, nhạt chỉ có tu hành giả thần quân lúc còn sống mới có được loại khí tức này. Vừa dứt lời, hồ nước bỗng nhiên bắt đầu trào ra, giống như có một sinh vật to lớn núp ở bên trong khuấy động hồ nước. Trong giữa hồ xuất hiện một vòng xoáy có phạm vi trăm mét, trong trung tâm vòng xoáy xuất hiện một thạch trụ, lấy thạch trụ làm trung tâm, hồ nước giạt ra hai bên, đáy hồ dần dần hiện ra rõ ràng. Cơ thể của đám người đường tuấn run mạnh một cái, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Audio điện tử võ tấn bền. Thạch trụ đang ở dưới hồ, trong phạm vi mấy chục mét đã không còn nước, nhưng lại bày ra từng bộ xương khô. Những bộ xương khô này được bày ra vừa hoàn chỉnh cũng vừa khiếm khuyết, trên xương cốt phát ra ánh sáng bóng loáng, sáng tỏ là chủ nhân lúc còn sống không tầm thường. Hứa vô sơn thất thanh nói, hài cốt của thần quân. Trên những bộ hài cốt này phát ra một khí thức thần thánh nhàn nhạt, nhạt, chỉ có tu hành giả thần quân lúc còn sống mới có được loại khí thức này đáy hồ hiện ra ít nhất cũng 20 bộ, nói cách khác thì có ít nhất 20 vị cảnh giới thần quân đã chết ở trong hồ. Hứa vô sơn nhìn về hồ nước cách xa mấy km, trong lòng giật mình, hồ nước lớn như vậy rốt cuộc có bao nhiêu bộ hài cốt của cảnh giới thần quân chứ? Hồ nước này đơn giản chính là nấm mồ của thần quân. Như vậy cũng đã hiểu được vì sao không gian ở đây gặp phải nhiều cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Hoàng vô tẫn nuốt ngụm nước miếng, nói, không thì chúng ta bây giờ rời khỏi đây Đi hứa vô sơn cũng đang do dự, cái chỗ này thật sự quá đáng sợ. Ông ta là bán bộ thần quân, sợ rằng đến mảnh vụn cũng không còn mất. Hừ, nơi chủ nhân ngủ say là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên. Thạch trụ tỏa ra vô số tia sáng rực rỡ, tiếp theo thạch trụ biến mất, một con thú nhỏ có bộ lông màu xám cho xuất hiện ở vị trí vốn là của thạch trụ. Cái con thú nhỏ này chỉ cao một nửa bắp chân của đường tuấn, lông toàn thân mềm mại nhìn qua trông rất đáng yêu. Hai mắt của Thủy Miểu Miểu phát sáng lên, nói con chó nhỏ này đáng yêu quá vậy. Đường Tuấn rất khiếp sợ, con chó nhỏ này giống như đúc với mấy con chó trên trái đất, cũng khó trách Thủy Miểu Miểu kêu lên như vậy. chương 3072 Ai biết Thủy Miểu Miểu vừa nói xong, con thú nhỏ kia cũng giận dữ hét lên, người nói ai là chó nhỏ đấy hả, lão tử là khuyển chấn hải, gấu gấu một tiếng, gâu gâu, cuối cùng tuy rằng tràn đầy khí thế, nhưng cái dáng vẻ đáng yêu của nó lại không thể tạo ra bất kỳ sát thương nào. Thủy miều miếu càng một chút cũng không sợ, thấp giọng nói, khuyển chấn hải, không phải là chó nhỏ à. Thú nhỏ nghiến ra nghe ken két, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa mà lượm cục xương từ trong hồ ra hung hăng cắn. Ken két, xương cốt bể nát, bị thú nhỏ thuần thục nuốt vào trong bụng. Đám người đường tuấn ngây người trong giây lát, cái xương ấy là hài cốt của thần quấn đó, có thể trải qua chục nghìn năm mà không hư hại vậy mà lại bị con thú nhỏ này cắn nát như vậy, hàm răng này cũng tốt quá đi chứ. Hừ, bây giờ đã biết được sự lợi hại của lão tử rồi chứ gì. Thú nhỏ cắn cục xương, đắc ý nhìn đám người đường tuấn nói, qua cửa ải này rất đơn giản, chỉ cần các người có thể bay qua từ trên mặt hồ là được. Trong lòng của hứa vô sơn và hoang vô tẫn đang lo lắng, trước tiên không nói đến hồ nước này nhất định ẩn giấu những nguy hiểm khác, chỉ cần con thú nhỏ có thể cắn nát hài cốt của thần quân kia thôi cũng đủ để làm bọn họ chùn bước. Yên tâm đi, cho dù các người có bay qua được thì ta cũng không ra tay đâu, ta không ăn thịt sống. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng đám người đường tuấn, con thú nhỏ kia nhếch miệng nói. Trong lúc nói chuyện, nước miếng của nó rơi tí tách trên mặt đất, bốc lên một trận khói xanh. Chó nhỏ, người gạt người, người đang chảy nước miệng rồi kìa. Thủy miều miều chỉ vào thú nhỏ, vỉnh môi lên, dáng vẻ căn bản là không tin. Thú nhỏ nhanh chóng dùng móng lau khô nước miếng, ngại ngùng nói, bệnh cũ ấy mà, ngại quá. Các người mau vượt hồ đi chứ. Làm sao bây giờ, cậu đường? Vẻ mặt của hứa vô sơn không biết làm sao, ông ta cũng không muốn bị con thú này cắn tới chết đâu. Nếu như ai tin lời con chó nhỏ này nói thì người đó mới chính là chó nhỏ. Con thú nhỏ cứ nằm ở trong hồ như vậy lạnh lùng nhìn mọi người, hồ nước xung quanh cũng không còn tràn vào nữa, tạo thành một vùng không có nước. Đường Tuấn run sợ nhìn con thú nhỏ, trong lòng cũng đang lo lắng không kém. Bất kể nhìn như thế nào đi nữa thì con chó nhỏ này khiến cho người ta có cảm giác không đáng tin chút nào. Đúng lúc này, đường Tuấn cau mày lại, trêu tức nói. Hóa ra chỉ là một con chó nhỏ đang bị giam cầm. Thạch trụ vừa rồi chắc là xiềng xích của người đúng không? Người bị hạn chế ở thạch trụ, phạm vi hành động cũng có hạn thú nhỏ nhếch miệng, lộ ra hàm răng màu trắng u ám, nói, không sai. Nhưng người có dám qua đây không? Còn có lão tử đây không phải chó nhỏ, gâu gâu. Thủy miều miều cười khanh khách, cô ta bị con chó nhỏ này chọc cười rồi. chương 3073, đây, thật sự là lòng ta là lòng trời ư. Đường Tuấn cười cười nói, người biết bọn ta xông qua cửa của U Minh Ma Sư thế nào không? Con chó nhỏ nằm trên mặt đất, liếc mắt quét qua đám người đường Tuấn, khinh thường nói đội hình này có chút rác rưởi với mấy người có thể xông qua cửa của u minh ma sư chỉ sợ là thủ đoạn bất chính phải không cái con sư tử lớn kia dù sao cũng chỉ là khôi lỗi không hiểu được biến thông dựa theo tình hình khác nhau thay đổi một cách vô nguyên tắc đường tuấn nói ta nhìn thấy được con đường mà trận pháp vận hành trong cơ thể của u minh ma sư nó không có cách làm gì được bọn ta cho nên chỉ có thể cho bọn ta qua cửa mà thôi ánh mắt của chó nhỏ chăm chú hơn, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Đường Tuấn nói, chỉ dựa vào ngươi à? Đường Tuấn nói, không sai. Con chó nhỏ lè lưỡi, nói, thì mắc mớ gì đến ta? Đường Tuấn cười nói, nếu như ta có thể giải phong ấn xiềng xích kia cho ngươi thì sao? Con chó nhỏ đột nhiên đứng phát dậy, nói, ngươi nói gì cơ? Đừng nói khoác mà không biết ngượng nữa, cái xiềng xích và hồ nước này có liên hệ với nhau cùng một chỗ, muốn giải được xiềng xích, trừ khi các ngươi có thể khiến trận pháp trong hồ nước ngừng vận hành, trừ khi là tu hành giả thần quân đỉnh phong mới có thể làm được, bằng không chỉ là mấy lời sáo rỗng mà thôi. Đường Tuấn nói, với năng lực trước mắt của ta, quả thật là không thể giải được trận pháp trong hồ nước này, nhưng có thể giải được một số xiềng xích trong cơ thể của ngươi, có thể trả lại cho ngươi sự tự do ấy. Con chó nhỏ vẫn không tin, nói, độ khó đúng là giảm đi nhiều nhưng có yêu cầu rất cao với tinh thần lực, Ít nhất phải đạt được cảnh giới lòng ta là lòng trời. Một mình tên quỷ nhỏ động hư cảnh trung kỳ, mới tu hành chưa được bao lâu chẳng lẽ tinh thần lực của ngươi đã đạt được tới cảnh giới lòng ta là lòng trời ư? Lần này, đến cả ba người Hoang Vô Tấn, Hứa Vô Sơn và Thủy Miểu Miểu cũng đều nhìn về phía Đường Tuấn. Hứa Vô Sơn thở dài nói, cậu Đường, hay là thôi đi. Cảnh giới lòng ta là lòng trời, rất khó à. Nhưng ông ta vừa nói xong, âm thanh của đường tuấn đã đột nhiên vang lên một luồng sóng chập trần tản ra từ phía ấn đường của đường tuấn sức mạnh lớn này lúc ẩn lúc hiện không có cách nắm được đây thật sự là lòng ta là lòng trời ư trái tim của hứa vô sơn co rút mãnh liệt trên mặt là biểu cảm không thể tin được ông ta không dám khẳng định vì ông ta cũng chưa từng tận mắt thấy qua loại cảnh giới này toàn là nghe lời truyền miệng mà thôi Đôi mắt của Thủy Miểu Miểu liên tục phát sáng lấp lánh, nhưng trong lòng đã xuất hiện một cách tâm trạng khác thường, anh ta thật lợi hại, nếu như anh ấy ngỏ lời cầu hôn trước phụ vương thì biết đâu chừng phụ vương sẽ đồng ý. Hải tộc sùng bái cường giả, thân là vương tộc Thủy Miểu Miểu càng hiểu hơn, chớ nói chi lúc này cô ta đã có một loại cảm tình rất vi diệu với Đường Tuấn rồi. Mí mắt của Hoang Vô Tấn run run, sự khiếp sợ trong lòng càng thêm sâu nặng, cuối cùng chỉ có thể thầm thở dài ông ta quyết định nếu như rời khỏi ma địa rồi, tuyệt đối sẽ không làm kẻ địch với cửu mạch và đường tuấn nữa. Ở động hư cảnh trung kỳ đạt được cảnh giới lòng ta là lòng trời, loại nhân vật yêu nghiệt này ông ta không thể động vào. chương 3074, ta tin rồi. Cặp mắt linh hoạt của con chó nhỏ kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang vui mừng. Nếu như chỉ là tu hành giả thông thường lĩnh ngộ được lòng ta là lòng trời, vậy cũng không có tác dụng gì với nó nhưng đường tuấn có thể nhìn ra cơ cấu vận hành của trận pháp trong người u minh ma sư nói rõ trình độ y đạo và trận pháp rất không tầm thường phối hợp với lòng ta là lòng trời hoàn toàn có thể giải được một số phong ấn trong người của nó hiện tại đã tin chưa chó nhỏ đường tuấn nhìn con chó nhỏ vẻ mặt lộ ra sự vui vẻ thú nhỏ lập tức nói ta tin rồi nó kinh ngạc nhìn đường tuấn vậy ngươi có thể giúp ta gỡ phong ấn không Đường Tuấn lắc đầu nói, sao ta phải giúp ngươi chứ? Con thú nhỏ nghe vậy, nhất thời hiểu được ý của Đường Tuấn. Nó chỉ cân nhắc trong chốc lát, nói trong cái hồ nước này là nguyên lực sinh mệnh của 99 vị thần quân tạo thành, hầu như đều là thần quân trung hậu kỳ, cái bố trí của tòa đại trận này đã tiêu hao hơn phân nửa tâm huyết và tài sản của chủ nhân ta, tác dụng cụ thể thì ta cũng không rõ, ta chỉ biết từ lúc còn rất nhỏ thì ta đã bị ra lệnh phải canh giữ ở nơi này rồi với thực lực trước mắt của các người thì đừng nghĩ tới việc động tới hồ này cho dù chỉ là một giọt nước hồ thôi các ngươi cũng không thể mang đi được nó dừng lại một chút rồi nói tiếp nhưng thật ra ta cũng có thể thu thập được một ít nước hồ nếu như có thể trao cho ta sự tự do ta đây sẽ cho người bốn giọt nước hồ có thể đường tuấn đồng ý một cách sảng khoái tinh thần lực của anh tản ra nếu như là thần niệm thông thường thì một khi chạm tới hồ nước sẽ gặp phải phản kích của hồ nhưng thần niệm của Đường Tuấn đã đạt đến cảnh giới lòng ta là lòng trời rồi, gần như đã hòa làm một thể với trời đất xung quanh, trận pháp của hồ nước cũng sẽ không tấn công anh. Cái trình độ y đạo của chủ nhân ma địa này sợ rằng cũng đã tới trình độ bác sĩ thần rồi. Chỉ là trong này có dính dáng tới y thuật cổ xưa hơn nữa. Thần niệm của Đường Tuấn vừa chạm vào phong ấn trên người của con thú nhỏ, Đường Tuấn đã biết được đại khái nguyên lý của phong ấn này, cũng lấy thế giới trong khiếu làm cơ sở lại liên tưởng đến tình huống của U Minh Ma sư trước kia, Đường Tuấn đã nhận được được đại khái về thân phận của chủ nhân ma địa. Không biết qua bao lâu, con thú nhỏ bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ đi, sau đó điên cuồng kêu lên, ha ha ha! Cuối cùng lão tử cũng thoát được rồi. Khoảng thời gian chục nghìn năm vẫn là không mài chết lão tử được. Nó bay lên không trung trên hồ nước, cơ thể đột một to ra, hóa thành hình đáng đáng sợ còn muốn to hơn U Minh Ma sư gấp hai ba lần cặp mắt to lớn nhìn chằm chằm đám người Đường Tuấn ở phía dưới, ánh mắt mang theo sự châm biếm nói, đúng là ngu xuẩn, lão tử thuận miệng nói thôi mà các ngươi cũng tin thật. Ha ha, mấy chục nghìn năm qua đã không ăn uống gì, chỉ có thể ăn mấy cục xương khô này, hôm nay quá là vui CMN si vẻ luôn. Có thể chết trong tay khuyển gia ta chính là vinh hạnh của các ngươi. Chương 3075, câm miệng. Đường Tuấn nói, bây giờ có thể thực hiện lời hứa đàng hoàng lại chưa? Con thú nhỏ nhe răng trợn mắt nhìn Đường Tuấn, nhưng không thể làm gì. Nó há cái miệng phun một cái bình nhỏ ra mặt đất, nói trong cái bình này là nước dưới hồ do ta giấu. Con thú nhỏ bày ra bộ dạng đáng thương, tháng năm vô tận nó cũng mới tích góp được 10 giọt nước hồ, đã có 5 giọt bị nó luyện hóa, 5 giọt còn lại trong bình là nó dự định để sau này dùng đột phá, bây giờ lại không thể không lấy ra. Con thú nhỏ giải thích, trong hồ nước này ẩn chứa sức sống rồi rào với tu vi của mỗi người các ngươi chỉ có thể luyện hóa tối đa một giọt, nhiều hơn thì cơ thể sẽ nổ tung tới chết. Đường Tuấn mở bình xứ ra, một hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ phía miệng bình, khe khẽ thôi cũng khiến tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, từng tế bào trên cơ thể cũng như đang nhảy nhót ăn mừng. Đúng là sức sống nồng đậm. Đường Tuấn thay đổi sắc mặt, anh đã gặp qua không ít bảo vật, nhưng nước hồ này chắc chắn là thứ có sức sống nồng đậm nhất mà anh từng gặp cho dù là tu hành giả động hư cảnh đỉnh phong có trọng thương đi nữa thì chỉ cần một giọt cũng có thể kéo từ quỷ tử môn quan trở về anh nhìn phía trong bình có thể thấy được năm giọt nước trong suốt lóe lên từng bong bóng nước mỗi một giọt nước nhỏ giống như ẩn chứa toàn bộ thế giới dường như có thể khiến người ta đắm chìm cả tâm trí vào bên trong đây sẽ không phải là nước thái cổ chứ thủy miều miều cách đường tuấn rất gần lúc này cũng thấy được dị tượng ở trong bình xứ lấy tay nhỏ che miệng lại khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. Hứa vô sơn không nhịn được mà hỏi, là nguồn nước thai ngén từ thái cổ sao? Thủy miều miều gật đầu, nói, sinh mệnh thái cổ quá mạnh mẽ rồi, chỉ có nước thái cổ mới có thể thai ngén ra được. Nghe đồn chỉ một giọt nước thái cổ cũng có thể làm dịu được sinh mệnh của thế giới loại nhỏ. Mà sinh mệnh thái cổ chính là dựa vào nước thái cổ mà trưởng thành, cho nên mới mạnh tới đáng sợ như vậy. Sinh mệnh thái cổ, Hứa vô sơn nhìn về phía con thú nhỏ vẫn đang nằm sấp trên mặt đất không thể nhúc nhích kia, thấp giọng nói con thú nhỏ này chắc không phải là sinh mệnh thái cổ chứ. Con thú nhỏ nghe vậy thì đảo mắt một vòng, nói, không sai, khuyển gia ta chính là sinh mệnh thái cổ, các ngươi còn không mau thả rồi thần phục ta đi. Đường Tuấn quát một câu, câm miệng. Con thú nhỏ nhất thời bị đóng chặt mồm lại, căm tức nhìn đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn nó, anh mới không tin con chó vô sỉ này là sinh mệnh thái cổ gì đó. Những người khác cũng liên tưởng tới hành động của con thú nhỏ này, nghĩ rằng hành vi của con chó này kém xa hơn nhiều so với sinh mệnh thái cổ được cho là sinh mệnh trong truyền thuyết kia. Tuy rằng nó không thể nào là sinh mệnh thái cổ, nhưng nước thái cổ trong bình này là thật. Đường Tuấn nghiêng bình xứ, năm giọt nước trong suốt xuất hiện ở trước mặt đám người. Trường 3076 cô ta sắp đầu kiếp rồi. Đúng lúc này, năm giọt nước đột nhiên chấn động, tự nhiên đồng loạt bay về phía của Thủy Miểu Miểu. Đường Tuấn chợt thay đổi sắc mặt, đây chính là năm giọt nước thái cổ, có thể nói là báu vật vô giá, dù thế nào cũng không thể để tiện nghi cho người ngoài như Thủy Miểu Miểu được. Nhưng Thủy Tự Thần Văn trong ấn đường của Thủy Miểu Miểu nở ra thần quang, giống như muốn tham lam hút hết năm giọt nước thái cổ này vào trong. Tuy rằng Đường Tuấn đã đúng lúc thúc đẩy tiểu kim đi thôn phệ, nhưng chỉ có thể ngăn lại được ba giọt nước thái cổ, mặt khác thì hai giọt còn lại đã vào trong cơ thể của Thủy Miểu Miểu rồi. Cơ thể bên ngoài của Thủy Miểu Miểu nhất thời dân trào thủy nguyên lực, xuất hiện hàng loạt tiếng sóng biển. Tiếp theo Thủy Miểu Miểu cảm nhận được trong thế giới yên tĩnh của bản thân bắt đầu xuất hiện một sự sống chập chờn. Ấn ký sinh mệnh, vậy mà tôi có thể ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh rồi. Thủy Miểu Miểu vui mừng hớn hở cùng vẻ mặt không dám tin. Trong khoảng thời gian ngắn này cô ta có thể ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh trong tiểu thế giới, không biết phải dùng bao nhiêu cách, ai có thể nghĩ tới tự nhiên sẽ hoàn thành như vậy đâu chứ. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta không kiềm được mà nhìn về phía Đường Tuấn, tâm hồn thiếu nữ lại nhảy lên lần nữa, thầm nghĩ, nước thái cổ quý giá như vậy mà anh ấy lại cho mình tận hai giọt, đây còn không phải là có ý với mình sao? Lần này không lẽ là anh ấy cố ý để mình chộp lấy, hỗ trợ mình đột phá đây chứ? cô ta càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như lúc này Thủy Miểu Miểu còn một chút lý trí thì e là cô ta sẽ không suy nghĩ như vậy đâu. Nhưng đáng tiếc là, lý trí của Thủy Miểu Miểu ở thời điểm hiện tại mà nói thì đã không còn tồn tại nữa rồi. Hai giọt nước thái cổ, hơn nữa còn hai quả thần linh trước kia khiến tu vi của Thủy Miểu Miểu đã đạt tới cực hạn. Trên đỉnh đầu của cô ta bắt đầu xuất hiện tiếng sấm, rồn dập hơn hứa vô sơn mấy lần. Cô ta sắp độ kiếp rồi. Liên tiếp gặp gỡ nhiều kỳ ngộ, thủy miểu miểu vậy mà vượt qua được cảnh giới bán bộ thần quân, đạt tới cảnh giới thần quân rồi. Chỉ cần vượt qua được lôi kiếp này, thủy miểu miểu sẽ thật sự trở thành thần quân chân chính. Chủ yếu là nước thái cổ có tác dụng quá lớn với hải tộc cô ta, bằng không coi như là bảo vật cùng đẳng cấp đi nữa không thể khiến cô ta tiến vào cảnh giới nhanh như vậy được. Khuôn mặt của Hứa Vô Sơn hâm mộ nhìn thủy miểu miểu nhưng trong cửa ải này ông ta chẳng ra chút sức lực nào, cho nên cũng không tiện phân chia nước thái cổ với Đường Tuấn, nếu không chỉ cần có một giọt nước thái cổ thôi thì ông ta đã có thể đột phá tới cảnh giới thần quân rồi. Đường Tuấn lúc này đang vô cùng đau lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy miểu miểu. Chương 3077, ta là a bảo. Âm lượng của cô bỗng nhiên trở nên thấp trúng, trên mặt xuất hiện biểu cảm ngượng ngùng, cúi đầu nói, nếu như anh muốn tới hải tộc thì Nhớ mang theo một chút lễ vật. Phụ vương của tôi rất thích Kỳ Bình sao? Sao Kỳ Bình, đội quân đánh úp kiểu Bảo Nam chính tới đánh úp phụ vương ẻm bằng lễ vật để lấy thiện cảm v. Lúc này Đường Tuấn đã bị sự đau lòng che lấp tâm trí, tuy rằng âm thanh dịu dàng của Thủy Miểu Miểu khiến anh giảm bớt đau lòng được một tí, nhưng anh vẫn không nghe ra được hàm ý khác trong lời nói của Thủy Miểu Miểu. Chuyện cũng đã như vậy rồi, anh cũng bất lực không thể làm gì khác hơn ngoài việc tác thành cho thủy miểu miểu, thuận miệng nói, vậy cô nhớ chú ý. Biết rồi. Vẻ mặt của thủy miểu miểu càng thêm thẹn thùng, sau đó xoay người rời khỏi ma địa. Quả nhiên là anh ấy quan tâm mình. Tiến vào ma địa tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng không hạn chế rời đi. Mãi cho đến lúc này, hai người Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn mới giật mình nghi ngờ nhìn Đường Tuấn, một lúc lâu sau Hứa Vô Sơn mới mở miệng hỏi bác sĩ đường, không lẽ cậu đã xem trọng vị điện hạ của hải tộc này rồi đấy chứ? Ngay cả ông ta cũng có chút nghi ngờ có phải trên đoạn đường này là đường Tuấn làm nên để cố ý hỗ trợ cho Thủy Miểu Miểu không? Đường Tuấn cười diễu một tiếng, nói, làm sao có thể chứ? Hứa vô sơn nhíu mày, nhất thời có chút không đoán được. Nếu như không phải như vậy thì vì sao Thủy Miểu Miểu lại nói như thế chứ? Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều, nhìn con chó nhỏ bên cạnh nói bây giờ chúng ta có thể vượt hồ được chưa con chó nhỏ gật đầu nói theo ta là được rồi nó hiện tại hận không thể khiến cho đường tuấn chết ở trong ma địa như vậy nó cũng không bị hạn chế bởi phong ấn nữa ba người theo con thú nhỏ vượt hồ trên người con thú nhỏ tản ra một loạt ánh sáng rực rỡ ánh sáng hòa làm một thể với mặt hồ mặt hồ giờ mới không tấn công đám người này nữa trên đường vượt hồ Đường Tuấn hỏi, chó nhỏ, người tên là gì? Con thú nhỏ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, ta là A Bảo. Ha ha ha. Im lặng trong chốc lát, hứa vô sơn và hoang vô tẫn đồng thời cười ha hả Con chó nhỏ tự xưng là huyền trấn hải này không chỉ có tạo hình dễ thương thôi mà đến cái tên cũng đáng yêu như vậy. Trường 3078 lẽ nào đây là cửa thứ ba? Sắc mặt của A Bảo tối sầm lại, biết chắc là nói ra thì nhất định sẽ bị đám người này chế giễu. Con thú nhỏ A bảo thầm nghĩ, hừ, đợi lát nữa các người chết ở trong ma địa, để ta xem các người còn cười nổi nữa không. Ba người và một thú vượt hồ nước tràn ngập sức sống trong tiếng cười đùa. Đi tới gần bên kia hồ nước, đám người đường tuấn nhìn thấy một cái quan tài bằng ngọc. Lớn hơn quan tài thông thường gấp 10 lần, toàn thân được chế tạo bằng một loại ngọc thạch xanh biếc. Ngọc thạch tuy rằng trong suốt, nhưng toàn bộ trong quan tài đã bị trận pháp che đậy bởi mây mù dày đặc, căn bản là không thể nhìn rõ được. ở trước mặt quan tài bằng ngọc có một bia đá được dựng thẳng, trên tấm bia đá có viết loại văn tự xa lạ. A Bảo, phía trên này viết cái gì vậy? ba người Đường Tuấn cũng không nhận ra văn tự trên tấm bia đá, văn tự này khác hoàn toàn so với ngôn ngữ của các vũ trụ hiện nay. con thú nhỏ nhìn một hồi, chậm rãi thì thầm, ta không muốn làm nô lệ của tôn giả cho dù là phải liều mạng đi nữa cũng phải tìm ra được cách có thể vượt qua kỷ nguyên. Ta không cam lòng, không cam lòng. Mấy câu ngắn ngủi nhưng tâm trạng không cam lòng ấy như phát ra từ trong bia đá, lây qua đám người đường Tuấn. Thật đáng sợ. Mấy người đường Tuấn và hứa vô sơn liếc nhìn nhau, không biết bao lâu sau, chỉ dựa vào mấy câu nói có được uy năng lớn như vậy, rốt cuộc hồi còn sống chủ nhân của ma địa đã có thực lực kinh khủng như thế nào. Hứa Vô Sơn kinh ngạc nghi ngờ nói, không phải nói còn có cửa thứ ba à? Lẽ nào đây là cửa thứ ba? Đám người nhìn xung quanh, ngoại trừ quan tài bằng ngọc và tấm bia đá ra thì chẳng còn thứ gì nữa. Nhìn quan tài bằng ngọc tỏa ra tia sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, một tâm trạng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong lòng đám người. Đúng lúc này, quan tài bằng ngọc bỗng nhiên chấn động, một ý niệm bất khuất phát ra từ trong quan tài bằng ngọc, ta đã thức dậy rồi, muốn sống thêm một kiếp nữa bầu không khí kinh khủng giống như một bàn tay vô hình nắm chặt đám người Đường Tuấn khiến cho bọn họ có chút không thở nổi. A à, Bảo càng sợ đến trốn vào bên chân của Đường Tuấn, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Mặc dù thực lực của nó không tệ nhưng dường như còn sợ hơn đám người Đường Tuấn nhiều. ầm ầm ầm, nắp quan tài bằng ngọc chậm rãi đẩy ra, một con màu đen, cánh tay mọc đầy vảy nắm lấy nắp quan tài. Tiếp theo nửa người trên của một sinh vật bắt đầu ngồi dậy, xuất hiện từng chút trước mắt mọi người thân cao có bảy tám chục mét, trên người mặc bộ áo giáp tả tơi, da thịt dưới cổ xuất hiện nhiều lớp phải đen tuyền, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đây là một vị cổ ma tộc. Chủ nhân Con thú nhỏ A bảo quỳ dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người cổ ma tộc này, mặc dù ông ta không mở mắt nhưng đám người đường tuấn có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Trường 3079, rốt cuộc người cổ ma tộc này là ai chứ? giống như đến cả động một ý niệm trong đầu cũng vô cùng chắc trở. Ăn cắp nước thái cổ, đáng chết. Người cổ ma tộc chậm rãi mở miệng, một bàn tay xa xa bắt lấy đường tuấn. Ông ta có thể cảm ứng được khí thức của nước thái cổ ở trên người đường tuấn, cho nên đã xem đường tuấn thành kẻ trộm. Cơ thể đường tuấn không tự chủ được mà bay về phía người cổ ma tộc. Thực lực của người cổ ma tộc này nhất định là cùng đẳng cấp với chu tước thần quân kia rồi, thậm chí còn mạnh hơn nữa, cho dù có chết rồi thì thực lực trấn áp muôn thuở vẫn đáng sợ như vậy, căn bản không phải là trình độ mà đường Tuấn hiện tại có thể chống cự. Nhưng vào lúc này, khiếu huyệt trong cơ thể của đường Tuấn bỗng nhiên chấn động, tiểu kim, tiểu thanh, phương pháp châm cứu thần bí hoàn thành việc bước vào tầng thứ ba và một luồng sức mạnh bí ẩn đồng thời bùng nổ ở trong khiếu huyệt. Song song, tay của người cổ ma tộc vừa vặn bắt được cổ của đường Tuấn. Chỉ cần người cổ ma tộc chạm nhẹ thôi thì cổ của đường Tuấn sẽ gãy mất nhưng cơ thể của người cổ ma tộc tự nhiên run rẩy tất cả sức lực trên tay như biến mất đi ở chỗ hứa vô sơn và hoang vô tẫn mà nói thì cảnh này có lẽ rất kỳ quái nhưng đường tuấn thân là người trong cuộc lúc này lại giật mình trong lòng phương pháp châm cứu thần bí tam giai cùng lúc thúc đẩy tạo thành một lực hút mạnh vô cùng hút hết tất cả sức mạnh từ trong người cổ ma tộc những sức mạnh này chuyển hóa đi qua tiểu kim và tiểu thanh với một tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành pháp lực và tinh thần lực cho Đường Tuấn. Sức mạnh của Đường Tuấn đang bành trướng, anh ta vừa đột phá đến động hư cảnh trung kỳ không lâu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt này anh đã đột phá đến động hư cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng nào. Bởi vì sức mạnh tinh thần không gì sánh bằng được của Tiểu Kim và Tiểu Thanh nuôi dưỡng từ nhỏ, hơn nữa tinh thần lực của anh lại rất mạnh, hoàn toàn có thể điều khiển những sức mạnh này như cánh tay sai khiến ngón tay vậy. Sau khi đột phá tới động hư cảnh hậu kỳ không lâu, tu vi của Đường Tuấn lần nữa đột phá đến động hư cảnh đỉnh phong. Cảnh giới viên mãn, đến lần này, cảnh giới của anh mới ngừng tăng vọt, sức mạnh được chiếm lấy từ người cổ ma tộc kia bắt đầu tụ lại rồi tiến vào trong tiểu thế giới của Đường Tuấn. Tiểu thế giới bắt đầu dần dần lớn lên. Căn nguyên chi lực. Ý nghĩ của người cổ ma tộc truyền vào trong não của Đường Tuấn, tràn đầy sự khiếp sợ và không thể tin được nhưng loại tâm trạng này cũng biến mất rất nhanh, cơ thể đang chấn động của người cổ ma tộc cũng bình tĩnh lại, cứ nắm lấy đường Tuấn như vậy. Đường Tuấn đột nhiên cảm giác được rằng người cổ ma tộc này dường như có thể tùy ý giết chết mình, chỉ là đang mượn cơ hội này để lĩnh ngộ căn nguyên chi lực trong cơ thể của anh. Sốt cuộc người cổ ma tộc này là ai chứ? Đường Tuấn dao động trong lòng, chỉ có thể mặc cho hai luồng sức mạnh trong cơ thể mình xông tới. Chương 3080, hồ nước cuồn cuộn phun ra một chút là chuyện rất bình thường. Nhưng nước trong hồ này không phải là nước bình thường, mà là nước thái cổ có ẩn chứa năng lượng và sức sống khổng lồ. Vài giọt nước thái cổ rơi vào trên người của Triệu Huyền, lập tức tiến vào trong cơ thể của anh ta. Tiếp theo, trong cơ thể của anh ta ầm một tiếng, năng lượng rồi rào tan ra trong cơ thể anh ta, gần như là trong nháy mắt, trong lúc Triệu Huyền còn chưa phản ứng lại kịp thì tiểu thế giới của anh ta đã thai ngén ra một sự sống ấn ký sinh mệnh ngưng tụ thành công đây gương mặt của triệu huyền không dám tin đây đúng là của trên trời rơi xuống mà còn là của to của hời nữa chứ nhưng khi anh ta nhìn về phía bên kia hồ thì anh ta đã biết mình nghĩ nhiều rồi đường tuấn đứng ở bên kia bờ hồ cũng đang nhìn về phía anh triệu huyền vừa mừng vừa sợ thầm nghĩ trong lòng xem ra lão đường thật sự là phúc tinh của mình rồi lần đột phá này xem ra cũng là vì anh ta cái danh hiệu bảo tống thần quân triệu mỗ ta chắc chắn lấy rồi, ha ha ha. Sau khi nghĩ xong, triệu huyền cười ha ha. Hôm nay danh hiệu bảo tống thần quân của anh ta đã danh xứng với thực, hơn nữa anh ta vẫn còn muốn bảo tống tiếp nữa. Hôm nay, triệu huyền tôi đạp đất thành thần quân, danh hiệu bảo tống. Triệu huyền giống như là đang thề với trời, hô to lên một câu, âm thanh tuyên truyền giác ngộ trong thời gian ngắn đã truyền tới đầu bờ bên kia. Đường Tuấn vốn không có cảm giác gì, nhưng nghe đến hai chữ bảo tống, cuối cùng thì khóe miệng của anh giật một cái, cái tên Triệu Huyền này điên rồi à? Triệu Huyền hô lớn, lão Đường, anh đúng là phúc tinh của tôi đó, tôi đi ra ngoài độ kiếp trước, tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài. Nói xong, anh ta nhanh chóng xoay người rời đi. Hai người Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tẫn liếc nhìn nhau, vận khí của tên Triệu Huyền này đúng là không thể chê vào đâu được mà. Vốn anh ta chẳng có sức hút gì trong số người ở đại hội vạn tiên. Nhưng từ khi gặp gỡ Đường Tuấn lại liên tiếp đột phá hai ba lần, hôm nay còn là trở thành thần quân nữa. Lại nói tiếp, cái danh hiệu bảo tống đúng là không thể ai khác ngoài anh ta. Trong lòng Hứa Vô Sơn thở dài, bản thân thu hoạch không ít hơn Triệu Huyền là bao, nhưng vẫn là quá ít. Nhưng ông ta nói tâm rất kiên định, cũng thoát khỏi tâm trạng tiêu cực trong lòng này ra rất nhanh, hỏi: "Bác sĩ Đường, chúng ta sắp ra ngoài rồi à?" Đường Tuấn nhìn mặt hồ đã khôi phục lại sự yên tĩnh trong lòng cảm khái một hồi. Kỳ ngộ ở ma địa lần này mặc dù giúp tu vi của anh ta tăng nhanh hơn, nhưng lại khiến anh có chút kiêng rẻ. Anh có cảm giác rằng chủ nhân của ma địa có thể chưa chết mà sẽ sống lại thêm lần nữa. Cái hồ nước thái cổ này, có lẽ vốn không phải là sinh mệnh thái cổ thai ngén ra gì cả, mà là chủ nhân của ma địa đang muốn nhân cơ hội để hồi sinh. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, đường tuấn thở dài một hơi, thôi thì rời đi trước vậy audio điện tử võ tấn bền hết chương 3080